20 năm rạng rỡ và niềm vui từng ánh mắt người trên mỗi con đường khóm lá nhành cây đua mượt đồng tiếng máy reo di dần những tầng cao vươn mình trong nắng sớm đường ta đi giữa ánh mắt trời con đường vinh quang 20 mùa xuân. Sau 20 năm đổi mới, Bình Xuyên hôm nay đang nỗ lực vươn lên trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa với những tập đoàn công nghiệp lớn như Piaggio, Vingroup, vân vân. Sau 20 năm đổi mới, Lập Thạch vững bước đi lên xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Lập Thạch là một trong những cánh chim đầu đàn của ngành giáo dục tỉnh nhà. Phúc Yên hôm nay đã trở thành một đô thị công nghiệp, du lịch và dịch vụ, là đơn vị đóng góp lớn nhất cho ngân sách của tỉnh với những tập đoàn công nghiệp lớn như Honda, Toyota. Trong tương lai không xa, Phúc Yên sẽ là một thành phố công nghiệp hiện đại, một thành phố nghỉ dưỡng sinh thái, một điểm du lịch hấp dẫn trong và ngoài nước. Sông Lô có tháp Bình Sơn, di tích quốc gia đặc biệt. Sông Lô có địa danh bến đỏ then lừng lẫy thời đánh Pháp. Sông Lô nơi sơ tán của nhiều cơ quan ban ngành trung ương, địa phương trong những năm đánh Mỹ. Sau 20 năm đổi mới, sông Lô oai hùng, sáng bừng trong nhạc, trong thơ. Về Tam Dương hôm nay, ngoài những cánh đồng ngô đông xanh mút mắt, ta thấy xuất hiện nhiều thêm các cụm công nghiệp, khu làng nghề, các tuyến đường huyết mạch liên tỉnh. Trải qua nhiều thăng trầm biến động, Tam Dương đang ngày càng khẳng định mình trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hòa cùng tiến độ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Tam Đảo là huyện trọng điểm phát triển du lịch tâm linh với Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên, Thiền viện Trúc Lâm An Tâm, khu đền thượng thờ Quốc Mẫu Tây Thiên. Tam Đảo cũng phát triển mạnh mẽ du lịch nghỉ dưỡng với khu nghỉ mát Tam Đảo 1, Tam Đảo 2, sân golf Tam Đảo. Sau 20 năm đổi mới, Vĩnh Tường đang thay đổi từng ngày với những khu cụm công nghiệp. Cầu Vĩnh Thịnh nối liền hai bờ sông Hồng, FLC Vĩnh Thịnh thơ mộng và hiện đại đang níu lại bước chân của du khách gần xa. Với di chỉ khảo cổ học Đồng Đậu, Yên Lạc được coi là chiếc nôi của người Việt cổ. Sau 20 năm xây dựng và phát triển, vùng đất sông Loan núi Biện xưa đã trở thành đơn vị dẫn đầu về đích sớm nhất toàn tỉnh trong chương trình xây dựng nông thôn mới. Sau 20 năm đổi mới, Vĩnh Yên đang chuyển hướng tập trung phát triển dịch vụ, du lịch nghỉ dưỡng, lấy Đầm Vạc là trung tâm với các khu nghỉ dưỡng sinh thái, sông Hồng thủ đô, khu nghỉ dưỡng Nam Đầm Vạc, Sơn Gôn Đầm Vạc. Trên con đường đổi mới, thành phố Vĩnh Yên ngày càng giàu mạnh, văn minh. Ta về đây trong tiếng ca tự hào, khúc khải hoàn 20 năm rạng rỡ và niềm vui từng ánh mắt người trên mọi con đường khóm lá nhành cây đua mượt đồng tiếng máy reo di dầm những tầng cao vươn mình trong nắng sớm đường ta đi giữa ánh mắt trời con đường.
đường vinh quang 20 mùa xuân. Nơi đây mảnh đất thân thương có máu xương bao người ngã xuống, cho nắng gieo mỗi chiều tan đào, cho tiếng chuông tiên bình Tây Thiên. Tiếng chuông yên bình Tây Thiên bằng con tim.